chẳng còn nữa. Tôi quên đi thật rồi, tôi quên luôn cái tên đã làm tôi yêu thương suốt một thời, quên luôn đi những môi hôn bao lần tôi đã. Now that I have you here, it's when I feel in the好像是 Mùa Giáng sinh này là một
đồ đó rất là lạnh. Thì anh cũng chỉ mong là mình sẽ được ấm áp bên mọi người. Bây giờ thì thôi thì mọi người cũng gửi thơ rồi, thì anh cũng tập, cũng làm thêm một bài nữa. Thì bài này sẽ thơ hơn bài lần trước. Ok, thử đi à, thơ đi à. Anh yêu em nhiều lắm. Như ông nói rằng yêu đồng nghi. Như đồng nghi yêu unify. Nốt để anh hoàn thành nốt. Như ông Cao Thắng yêu Unify. Hai. Và như Unify yêu. Đôi chân dạo quanh nơi khắp phố xá bụi bay và má. Yeah, bung rèo đôi má anh ta Photoshop mười ly mì gói. Yeah, đập vào đôi má anh muốn chơi phơi. Wow, oh my god. Wow, nàng thừa là ai xinh đến đắm đuối còn ngây thì ngát. Đứng chơi đêm tự ác nặng nhẹ nhạt lướt qua. Tiếng xe đầy tình đã đánh xem như duyệt chúng ta. Tay buông cả ly mì xuống nhiều người nhìn qua đê. Anh không nói tiếng Hàn Quốc chỉ biết nói xa đáng nghe lo đứng một mời em đi đâu mất. Yeah, I fall in love. Yeah. Nhập vào người đó.
Này là 20 nè, 10 nè, đi đường quyền không? Người yêu ơi, hoa mai đậm rồi, để cho thơm hứa muôn ngàn lối. Còn anh chỉ mong rằng em vẫn mãi bên cạnh tôi. Lời... Cho hỏi mấy giờ rồi vậy cả? Anh taxi à, anh taxi ơi, mới đi ra ngoài có 30 phút, tại sao liên tục em phải hát gì ơi? Em đang trạng thái em book story. I'm ready, no, not for that jelly. My honey, like Winnie the Pooh. How you like that?